Trong nhật ký của mình, Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa viết, ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Vì hoài bão của tôi hồi nhỏ, sứ mạng của tôi rất đơn giản, là tham gia về mặt khoa học, kỹ thuật vũ khí, trong cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng để giải phóng đất nước. Và nay đất nước đã được giải phóng, tôi không muốn gì hơn nữa, vì một đời người không thể làm hơn. Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa tên khai sinh là Phạm Quang Lễ, ông có bố là cụ Phạm Quang Mùi, một thầy giáo, và có mẹ là cụ Lý Thị Diệu. Thuở thiếu thời, Phạm Quang Lễ là một cậu bé có tố chất thông minh, ham học hỏi, đặc biệt là sự đam mê với các môn khoa học tự nhiên. Ông sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913, tại xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Lúc còn nhỏ, ông theo học tại trường tiểu học Vĩnh Long. Biến cố xảy ra với ông khi mồ côi cha vào năm lên 7 tuổi, nhưng những lời căn dặn của cha trước khi mất đã trở thành động lực, để cậu bé Phạm Quang Lễ ngày nào trở thành ông vua vũ khí của Việt Nam. Biết bệnh tình không thể qua khỏi, trước lúc lâm chung, cụ Phạm Quang Mùi căn dặn vợ con như sau. Quanh ta bao nhiêu người nghèo khổ, lớn lên, các con có thể làm nghề dạy học như ba, cũng có thể làm nghề khác. Nhưng chỉ làm để nuôi bản thân thì chưa đủ, nhất là Lễ, phải trở thành trụ cột của gia đình. Có má chăm lo dạy bảo, Lễ phải học hành đến nơi đến chốn, và phải biết mang hiểu biết của mình giúp ích cho đời. Năm lên 10 tuổi, cậu bé Phạm Quang Lễ đã hai lần chứng kiến cảnh người dân nhảy cầu tự tử, vì sự tàn bạo của chế độ thực dân. Dù tuổi còn nhỏ nhưng ông đã hình thành nên ý chí đánh giặc cứu nước. Tuy nhiên, khi phân tích lịch sử đấu tranh của dân tộc, Phạm Quang Lễ nhận ra rằng, dân ta thua là bởi thiếu vũ khí hiện đại. Do đó, ông đã xác định phải học tập thật giỏi để có đủ năng lực tham gia chế tạo vũ khí, giúp nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp. Ông đã âm thầm thực hiện hoài bão của mình bằng cách chờ cơ hội du học. 11 năm ở trời Tây, giáo sư Trần Đại Nghĩa đã trang bị cho mình 6 tấm bằng đại học và tương đương, cùng với 30.000 trang tài liệu mật về vũ khí và thuốc nổ. Ông đã tự học tiếng nước để nghiên cứu các tài liệu nguyên bản, nhờ đó mà ông thu lượm được nhiều tri thức quan trọng về ngành chế tạo vũ khí, trong điều kiện kiểm soát ngặt nghèo của thực dân đối với học sinh của nước thuộc địa. Năm 1945, ông đảm nhiệm vai trò thiết kế trưởng của hãng chế tạo máy bay No Aviation với mức lương rất cao. Cũng ở môi trường làm việc thuận lợi này, Phạm Quang Lễ có nhiều điều kiện để học tập, nâng cao hiểu biết, rèn luyện tay nghề về khoa học chế tạo vũ khí và thuốc súng. Hè năm 1946, biết tin bác Hồ sang Pháp, kỹ sư Phạm Quang Lễ cùng đông đảo bà con Việt Kiều ở Paris ra sân bay để đón bác. Ngày 10 tháng 9 năm 1946, bác Hồ thông báo với kỹ sư Phạm Quang Lễ, hội nghị Fontainebleau không thành công, bác sắp về nước, chú chuẩn bị, vài ngày nữa chúng ta lên đường, chú đã sẵn sàng chưa? Không một chút do dự, giáo sư Trần Đại Nghĩa trả lời, thưa bác, cháu đã sẵn sàng về nước. Cùng về với người kỹ sư trẻ có hai thứ, một là hơn một tấn tài liệu được đóng gói, dán nhãn ngoại giao, và thứ còn lại là một trái tim yêu nước. Ít ai biết rằng, ông đã từ bỏ cuộc sống giàu sang danh vọng nơi đất Pháp, với mức lương mỗi tháng tương đương 22 lượng vàng lúc bấy giờ, để theo bác Hồ về nước, theo cách mạng dù biết phải chịu nhiều khó khăn gian khổ để kháng chiến. Trong đợt phong tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam vào năm 1948, có tên hai con người xuất sắc bậc nhất trong lịch sử dân tộc, đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong đại tướng, và giáo sư Trần Đại Nghĩa được phong thiếu tướng. Có lẽ chúng ta sẽ không khỏi tò mò về cuộc gặp gỡ giữa hai con người vĩ đại này. Ngày 20 tháng 10 năm 1946, chuyến tàu chở giáo sư Trần Đại Nghĩa cập cảng Hải Phòng. Trên bờ, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đợi sẵn, đại tướng xúc động nói với giáo sư Trần Đại Nghĩa, ở nhà nghe tin anh về với bác, mừng lắm. Người kỹ sư trẻ đáp lại, cảm ơn anh, tôi mới về nước, chưa làm được gì, các anh ở nhà chắc vất vả lắm. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ làm Cục trưởng Cục Quân giới, với trọng trách là nghiên cứu, chế tạo vũ khí để bộ đội ta đánh giặc. Bác Hồ nói,
kháng chiến rất cần bí mật các công xưởng. Chú cũng cần có tên bí mật với kẻ thù và giữ an toàn cho gia đình, họ hàng chú ở trong Nam. Kỹ sư Phạm Quang Lễ xin được bác đặt tên cho. Bác vui vẻ nói, phục vụ nhân dân là việc đại nghĩa, vậy bác đặt bí danh cho chú là Trần Đại Nghĩa, họ Trần là họ của danh tướng Trần Hưng Đạo. Kể từ đó, cái tên Trần Đại Nghĩa ra đời, đánh dấu sự xuất hiện của bậc thầy về chế tạo vũ khí. Năm 1947, giáo sư Trần Đại Nghĩa gặp và kết hôn với nữ y tá Nguyễn Thị Khánh, người con gái sứ quan họ. Lễ thành hôn được tổ chức ngay tại chiến khu, diễn ra vô cùng đơn sơ và giản dị. Trước hôm đám cưới, có người định viết thư báo với bác Hồ, nhưng giáo sư Trần Đại Nghĩa ngay lập tức gạt đi và nói, bác còn bao nhiêu việc lớn của đất nước, đừng làm phiền bác việc nhỏ này. Câu chuyện tình của vợ chồng giáo sư Trần Đại Nghĩa có lẽ sẽ khiến nhiều người trong chúng ta phải ghen tị. Hồi đó, nữ y tá Nguyễn Thị Khánh làm công tác quân y tại Cục Quân Giới, còn giáo sư Trần Đại Nghĩa làm cục trưởng. Cô y tá xinh đẹp Nguyễn Thị Khánh ngày ấy đã nghe và cảm phục về tài năng của người thủ trưởng. Nhưng trong mắt cô, ông cục trưởng là một người quần áo lôi thôi, không có gì bắt mắt, lại lớn hơn cô nhiều tuổi. Hồi ấy, Cục Quân Giới đóng trên đồi cao ở chiến khu Việt Bắc. Để chống quân Pháp nhảy dù, giáo sư Trần Đại Nghĩa đã hiến kế cắm cọc nhọn ở các khu đất trống xung quanh. Không ngờ, có lần chính ông bị va trúng cọc, và người chăm sóc cho ông không ai khác là cô y tá Nguyễn Thị Khánh. Tình cảm của hai người cứ thế dần dần được bồi đắp. Ngày 3 tháng 3 năm 1947 đã trở thành một mốc son của ngành quân giới Việt Nam trong việc chế tạo khí tải súng đạn. Đó là ngày chiếc bazooka do cục trưởng Trần Đại Nghĩa chế tạo, lần đầu tiên ra trận và đánh thắng, tiêu diệt ngay hai xe tăng địch sau hai phát đạn đầu tiên. Bazooka do ông chế tạo có tầm bắn xa tới 600m, mức xuyên phá đạt 75cm trên tường gạch, tương đương với sức nổ xuyên phá của đạn bazooka do Mỹ chế tạo trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chưa dừng lại ở đó, trong chiến dịch thu đông năm 1947, bazooka còn bắn chìm cả tàu chiến của Pháp trên sông Lô. Bazooka trở thành thứ vũ khí đáng sợ đối với quân viễn chinh Pháp. Khen ngợi những chiến công của bazooka, đồng thời thấy kỹ sư Trần Đại Nghĩa là người hiền lành ít nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi ông với biệt danh là ông Phật làm súng. Như chúng ta đã biết, khi về nước, giáo sư Trần Đại Nghĩa mang theo gần một tấn tài liệu vũ khí bí mật, thu thập được trong hơn 10 năm ở châu Âu. Ông gửi số tài liệu này cho một người bạn ở Hà Nội, nhưng chiến tranh bùng nổ, di tản, sách bị thất lạc hết. Không còn cách nào khác, các bản vẽ về chế tạo vũ khí do ông thực hiện, hoàn toàn chỉ bằng kiến thức từ trong trí nhớ. Sau năm 1947, để phục vụ chiến lược đánh lâu dài với ta, thực dân Pháp cho xây dựng hệ thống đồn bốt, công sự ngày càng kiên cố. Trong khi đó, chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, nhất là việc bộ đội ta bị thương vong nhiều, khi dùng bộc phá cỡ lớn, hoặc mìn lõm cỡ lớn để đánh địch cố thủ trong các lô cốt. Điểm hạn chế của súng bazooka là khi bắn cách xa 100m thì sức công phá sẽ kém, và không đủ sức phá vỡ công sự. Để đánh bại kẻ thù, cần thiết phải có thêm nhiều loại vũ khí mới với tính tiện dụng và sát thương cao hơn. Giáo sư Trần Đại Nghĩa cùng các cộng sự của mình đã ngày đêm miệt mài nghiên cứu, và luôn nghĩ đến một loại súng thật nhẹ, có thể vận chuyển, mang vác dễ dàng, nhưng lại có sức công phá như đại bác. Tất cả đều đưa đến một quyết định, đó là chế tạo súng không giật SKZ, một loại vũ khí hiện đại, xuất hiện lần đầu trong trận quân Mỹ đổ bộ lên đảo Okinawa của Nhật Bản. Nhưng công nghệ chế tạo ra nó như thế nào, cách thức ra sao thì chỉ những chuyên gia của Mỹ mới biết được. Tất nhiên, người Mỹ không đời nào chuyển giao công nghệ này cho ta. Giáo sư Trần Đại Nghĩa đứng trước một thử thách cực lớn. Bằng bản lĩnh của một nhà khoa học vĩ đại, cuối cùng những khẩu SKZ đã ra lò, súng có sức công phá cực lớn, xuyên thủng xe tăng, lô cốt dày từ 0,6 đến 1 mét, tiếp tục trở thành nỗi kinh hoàng đối với quân xâm lược. Ký giả Lucien Bodard viết trong cuốn Cuộc Chiến tranh Đông Dương, xuất bản tại Paris năm 1963 như sau. Cái thứ gây khó khăn cho chúng tôi, cái thứ xuyên thủng bê tông dày 60cm là những quả đạn SKZ mà người Việt chế tạo trong các hang núi ở Đông Dương. Chỉ cần vài quả là đã tiêu diệt được tháp canh của chúng tôi.
họ đã đưa các khẩu SKZ lên đây, và trong suốt 4 giờ liền, họ đã giáng những cú sấm sét xuống khu nhà ngủ. Xung quanh chúng tôi, tất cả đều sụp đổ. Chúng ta đã có bazooka và súng không giật SKZ, vậy câu hỏi đặt ra là liệu có thể chế tạo một loại vũ khí có sức sát thương hơn hẳn hai loại trên, và giáo sư Trần Đại Nghĩa đã nghĩ đến bom bay, loại vũ khí có sức tấn công chẳng kém gì vũ khí V1, V2 của Đức. Khó khăn đầu tiên khi chế tạo bom bay là làm thuốc súng cháy chậm. Bởi vì lúc bấy giờ, thuốc súng của ta luôn phát cháy dữ dội sau khi châm ngòi, không thể dùng làm thuốc phóng cho đạn. Loại vũ khí mới này phải đẩy được cả khối thuốc nổ đi xa một hành trình dài tới vài km. Vấn đề này được giáo sư Trần Đại Nghĩa giải quyết bằng phương pháp ép từng lớp thuốc vào ống thép. Đầu năm 1949, bộ đội ta bắn thử loại bom này. Khi bắn, quả đạn bay qua sông Hồng, rơi đúng vào trung tâm chỉ huy của Pháp ở Bắc Cổ, làm cho quân Pháp khiếp sợ hoang mang. Có một giai thoại rất thú vị, có một hôm, giáo sư Trần Đại Nghĩa ra suối tắm, nhưng lâu quá không thấy về nên mọi người đi tìm. Khi đến nơi, giáo sư vẫn chưa tắm, mà đang ngồi trên một tảng đá giữa dòng suối, với những công thức về vũ khí. Sau đó, ông rời con suối và tiến hành thành công thí nghiệm làm thuốc súng cháy chậm. Lúc sinh thời, giáo sư Trần Đại Nghĩa nói, bạn bè của tôi ở lại bên Pháp, họ đều sung sướng, đầy đủ hơn tôi rất nhiều. Nhưng về khía cạnh phụng sự tổ quốc, họ chẳng có gì cả.